Chào các em, chúng ta bắt đầu nội dung ôn tập đầu năm. Lưu ý, biểu tượng giấy bút nhắc nhở đây là nội dung ghi bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại cách viết công thức hóa học theo hóa trị. Để viết công thức hóa học theo hóa trị, thì kiến thức cần nhớ của chúng ta là hóa trị của một số nguyên tố kim loại, một số nguyên tố phi kim và của một số nhóm nguyên tử. Sau khi đã học thuộc hóa trị, thì chúng ta sẽ vận dụng vào việc viết công thức hóa học dựa theo nguyên tắc kinh nghiệm là chuyển chéo hóa trị. Ví dụ, hợp chất tạo bởi Na và O, trong đó Na hóa trị 1, O hóa trị 2. Theo nguyên tắc chuyển chéo hóa trị của Na là 1, thì chỉ số của oxy sẽ là 1. Chỉ số 1 không ghi, oxy hóa trị 2, vậy chỉ số của Na sẽ là 2. Chúng ta có công thức hóa học là Na2O. Hợp chất tạo bởi Al và Cl. Al hóa trị 3, Cl hóa trị 1. Và chúng ta sẽ có công thức là AlCl3. Với hợp chất tạo bởi Zn và S, Zn hóa trị 2, S cũng hóa trị 2. Thì trước khi chuyển chéo hóa trị, chúng ta cần tối giản hóa trị. 2 chia 2 được 1 với 1. Chỉ số 1 không ghi, vậy chúng ta có công thức hóa học là ZnS. Tương tự như vậy, chúng ta có AgNO3, CuSO4, MgCO3. Với hợp chất tạo bởi Fe hóa trị 3 và OH hóa trị 1, Fe hóa trị 3 nên chỉ số của OH là 3, OH hóa trị 1 nên chỉ số của Fe là 1. Các em chú ý, chỉ số của nhóm nguyên tử sẽ được viết bên ngoài dấu ngoặc. Tương tự như vậy, chúng ta có hợp chất tạo bởi Ca và nhóm BO4 hóa trị 3, công thức hóa học là Ca3BO4 2 lần. Nhóm BO4 sẽ được bỏ vào ngoặc và chỉ số 2 viết bên ngoài. Tiếp tục, chúng ta có K2SO3 và HBr. Nội dung thứ hai là phân loại các hợp chất vô cơ. Kiến thức cần nhớ, các em cần ôn lại các hợp chất vô cơ như oxide, acid, base, muối. Với oxide, công thức tổng quát là MXOE, được chia thành hai loại là basic oxide và acidic oxide. Acid, công thức tổng quát là HX liên kết với gốc acid, được chia thành hai loại, acid không có oxygen và acid có oxygen. Acid có oxygen lại được chia thành hai loại là acid có nhiều oxygen và acid có ít oxygen. Base, công thức tổng quát là kim loại liên kết với nhóm OH. Nếu hóa trị của kim loại là N thì chỉ số của OH là N. Base được chia thành hai loại là base tan trong nước và base không tan trong nước. Muối, công thức tổng quát gồm kim loại liên kết với gốc acid. Muối được chia thành hai loại là muối trung hòa và muối acid. Vận dụng kiến thức trên, chúng ta sẽ phân loại một số hợp chất vô cơ. Biết oxide là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy chúng ta có MgO, N2O5 là oxide. Với acid, acid là hợp chất mà phân tử của nó gồm một hoặc nhiều nguyên tử hydrogen liên kết với gốc axit. Do đó, công thức hóa học có H đứng đầu là công thức hóa học của acid. Chúng ta có H2SO4, HBr. Base là hợp chất tạo bởi kim loại liên kết với nhóm OH. Vậy chúng ta có BaOH 2 lần, FeOH 3 lần. Còn lại là muối, NaCl, KHCO3. Nếu phân chia kỹ hơn, chúng ta có MgO là basic oxide, N2O5 là acidic oxide, HBr là acid không có oxygen, H2SO4 là acid có nhiều oxygen, BaOH 2 lần là base tan trong nước, còn FeOH 3 lần là base không tan trong nước.
NaCl là muối trung hòa, còn KHCO3 là muối axit. Nội dung thứ 3, viết phương trình hóa học. Để viết được phương trình hóa học thì chúng ta cần nhớ tính chất hóa học và các phản ứng điều chế của oxygen, hydrogen và nước. Vận dụng tính chất hóa học và điều chế vào việc chọn chất thích hợp để bổ túc phương trình hóa học. Từ oxide kim loại muốn tạo thành kim loại, chúng ta cho tác dụng với hydrogen ở nhiệt độ cao. Kim loại tác dụng với oxygen ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành oxide. Kim loại tác dụng với nước sẽ tạo thành base giải phóng hydrogen. Basic oxide tác dụng với nước sẽ tạo thành base. Acidic oxide tác dụng với nước tạo thành acid. KCLO3 phân hủy tạo thành KCl và giải phóng O2, điều kiện tê độ MnO2. Kim loại tác dụng với axit tạo thành muối giải phóng H2. Nước điện phân tạo thành hydrogen và oxygen. Kim loại tác dụng với nước tạo thành base giải phóng H2. Acidic oxide tác dụng với nước tạo thành axit. Kim loại tác dụng với lại oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành oxide. Kim loại tác dụng với axit tạo thành muối giải phóng H2. Oxide kim loại tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao sẽ tạo thành kim loại và nước. Phi kim tác dụng với oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành oxide. Sau khi chọn chất thích hợp bổ túc vào phản ứng, thì chúng ta bắt đầu cân bằng phương trình hóa học. Ở câu A, khi cân bằng phương trình hóa học, chúng ta sẽ đếm số nguyên tử kim loại trước. Trước phản ứng có 2 nguyên tử Fe, nên sau phản ứng thêm hệ số 2 trước Fe. Trước phản ứng, chỉ số của O là 3, có 3 nguyên tử O. Thêm hệ số 3 trước H2O. Từ đó thêm hệ số 3 trước H2. Kiểm tra lại số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng cách lấy chỉ số nhân cho hệ số. Ví dụ 3H2, số nguyên tử H là 6. 3H2O, số nguyên tử H là 6. Số nguyên tử O là 3. Fe2O3, số nguyên tử O là 3. Số nguyên tử Fe là 2. 2Fe, số nguyên tử Fe là 2. Phương trình đã cân bằng. Câu B. Al tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành Al2O3. Với phương trình này, khi cân bằng, chúng ta sẽ nhân hệ số 2 để làm chẵn số nguyên tử lẻ. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhân 2 trước Al2O3. Lúc này chỉ số của O là 3 nhân hệ số 2 là thành 6 nguyên tử O. Do đó chúng ta thêm hệ số 3 trước O2. Đếm lại số nguyên tử Al sau phản ứng 2Al2O3, chỉ số của Al là 2 nhân hệ số 2 là thành 4. Vậy chúng ta nhân thêm hệ số 4 trước Al trước phản ứng. Câu C. Na tác dụng với H2O tạo thành NaOH và H2. Cũng dựa theo nguyên tắc làm chẵn số nguyên tử lẻ, chúng ta thấy NaOH có 1H. Vậy mình sẽ nhân hệ số 2 trước NaOH. Lúc này mình có 2H. Cộng H2 có 2 nguyên tử H nữa là 4. Tiếp tục thêm hệ số 2 trước H2O và hệ số 2 trước Na. CaO tác dụng với H2O tạo thành CaOH2 lần.
chứ phản ứng có một nguyên tử Ca sao phản ứng một nguyên tử Ca bằng trước phản ứng H2O có hai nguyên tử H, CaOH 2 lần cũng có hai nguyên tử H bằng trong CaO có một nguyên tử O, trong H2O có một nguyên tử O, 1 cộng 1 là hai nguyên tử oxy. Trong CaOH 2 lần có hai nguyên tử oxy, phương trình đã cân bằng. Như vậy, chúng ta lần lượt cân bằng những phương trình tiếp theo. Theo thứ tự kim loại nhóm nguyên tử. Nhắc lại, thứ tự cân bằng phương trình hóa học là kim loại nhóm nguyên tử phi kim. Phi kim này phải khác H và O, sau đó tới H và cuối cùng là O. Tiếp tục, dạng tiếp theo của bài tập viết phương trình hóa học là thực hiện chuỗi phản ứng. Chúng ta có hai chuỗi phản ứng. Xét chuỗi thứ nhất. Chuỗi thứ nhất có 4 biến đổi. Mỗi biến đổi sẽ được minh họa bằng một phản ứng hóa học. Thứ nhất, từ KMNO4 muốn tạo thành O2 thì chúng ta sẽ thực hiện phản ứng phân hủy KMNO4. Thứ hai, từ O2 muốn tạo thành Fe3O4, chúng ta cho O2 tác dụng với Fe ở nhiệt độ cao. Thứ ba, từ Fe3O4 muốn tạo thành Fe, chúng ta sẽ cho Fe3O4 tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao. Cuối cùng, từ Fe muốn tạo thành H2, chúng ta sẽ cho Fe tác dụng với axit, ví dụ như HCl hoặc H2SO4. Chuỗi B cũng có 4 biến đổi. Biến đổi thứ nhất, từ H2 muốn tạo thành H2O, chúng ta cho tác dụng với O2, phản ứng ở nhiệt độ cao. Biến đổi thứ hai, từ H2O muốn tạo thành H2SO4, chúng ta cho tác dụng với SO3. H2SO4 tạo thành H2 bằng cách cho H2SO4 tác dụng với kim loại trước H, ví dụ như ZN. Thứ tư, từ H2 muốn tạo thành Cu, cho H2 tác dụng với CuO ở nhiệt độ cao. Các em hoàn thành phương trình hóa học, nhớ cân bằng phản ứng đầy đủ. Tiếp theo là dạng bài nhận biết chất. Kiến thức cần nhớ. Để trình bày dạng bài nhận biết chất, đầu tiên chúng ta cần lấy mẫu thử, sau đó chọn thuốc thử phù hợp, cho thuốc thử vào từng mẫu, quan sát hiện tượng, từ hiện tượng kết luận được chất cần nhận biết. Cuối cùng viết phương trình hóa học nếu có. Để nhận biết dung dịch thì thuốc thử chúng ta dùng có thể là quỳ tím. Nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đó là axit. Quỳ tím chuyển sang màu xanh là dung dịch base. Còn quỳ tím không đổi màu là nước hoặc dung dịch muối. Còn để nhận biết chất khí thì chúng ta có thể dùng que diêm đang cháy, bột CO đun nóng, dung dịch thuốc tím hoặc nước vôi trong dư. Vận dụng vào bài tập cụ thể. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất khí oxygen, hydrogen, carbon dioxide. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy mẫu. Sau đó chọn thuốc thử phù hợp để nhận biết. Đối với ba khí này, chúng ta có nhiều cách để nhận biết. Cách đơn giản nhất, các em có thể sử dụng que diêm đang cháy. Nếu cho que diêm đang cháy vào từng mẫu mà nghe tiếng nổ nhỏ thì đó là lọ chứa H2. Còn que diêm đang cháy tắt thì đó là lọ chứa CO2. Que diêm đang cháy bùng cháy mạnh hơn nữa thì đó là lọ chứa O2. Ở đây cô muốn hướng dẫn một cách khác. Sau khi lấy mẫu, lần lượt dẫn từng mẫu qua bột CuO đun nóng. Khí làm CuO màu đen chuyển thành chất mới màu đỏ gạch thì đó là H2, không hiện tượng là O2 và CO2. Lần lượt dẫn hai mẫu còn lại qua nước vôi trong dư
Nếu mà nước vôi trong hóa đục thì đó là CO2, không hiện tượng là O2. Viết phương trình phản ứng minh họa cho phản ứng giữa CuO và H2 ở nhiệt độ cao, tạo thành Cu và H2O. Câu B. Nhận biết HNO3, CaOH2 lần với NaCl. Để nhận biết ba dung dịch này, thì đầu tiên chúng ta lấy mẫu, lần lượt cho giấy quỳ tím vào từng mẫu. Giấy quỳ tím hóa đỏ là HNO3, hóa xanh là CaOH2 lần, còn không hiện tượng là NaCl. Cuối cùng là bài toán tính theo phương trình hóa học. Để làm được bài toán tính theo phương trình hóa học thì thứ nhất là phải viết đúng phương trình hóa học. Thứ hai là phải thuộc các công thức tính toán trong hóa học. Chúng ta có công thức tính khối lượng chất, tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch và công thức tính nồng độ mol của dung dịch. Từ công thức tính nồng độ phần trăm, chúng ta có công thức tính khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch. Từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch, chúng ta có công thức tính số mol chất tan và thể tích dung dịch. Lưu ý, để tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần có số mol. Vậy, quan trọng là biết cách tính số mol theo đề. Chúng ta có 4 cách tính số mol theo đề. Cách thứ nhất, nếu đề bài cho khối lượng chất, đơn vị là gam, thì số mol sẽ bằng khối lượng chất chia khối lượng mol. Nếu đề cho thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, đơn vị là lít, thì số mol sẽ bằng thể tích khí chia cho 24,79. Nếu đề bài cho thể tích dung dịch kèm nồng độ mol, thì số mol sẽ bằng số mol chất tan, được tính bằng cách lấy nồng độ mol nhân cho thể tích dung dịch. Còn nếu đề bài cho khối lượng dung dịch kèm nồng độ phần trăm, thì chúng ta sẽ tính được khối lượng chất tan. Từ khối lượng chất tan, chúng ta mới tính được số mol. Vận dụng vào một bài tập cụ thể. Ở bài tập này, người ta cho phản ứng giữa MgO và H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2O. Khối lượng MgO là A, tức là mình có M nhỏ MgO là A gam. Đề cho 200 gam dung dịch H2SO4 4,9%, có nghĩa là cho khối lượng dung dịch H2SO4 là 200 gam và nồng độ phần trăm của H2SO4 là 4,9%. Đề yêu cầu tính A, tức là yêu cầu tính khối lượng MgO. Câu B, tính khối lượng dung dịch sau phản ứng. Câu C, tính khối lượng muối MgSO4 thu được. Và câu D là tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. Sau khi tóm tắt thì chúng ta bắt đầu đi tính số mol. Đề bài này cho khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm. Vậy chúng ta sẽ dùng cách thứ tư để tính số mol theo đề. Đó là từ khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm, chúng ta sẽ tìm khối lượng chất tan. Từ khối lượng chất tan thì chúng ta mới tìm được số mol. Từ khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm, chúng ta sẽ tìm được khối lượng chất tan H2SO4 bằng cách lấy khối lượng dung dịch nhân cho nồng độ phần trăm chia cho 100. Sau đó, số mol H2SO4 sẽ được tính bằng cách lấy khối lượng H2SO4 chia cho khối lượng mol của H2SO4. Chúng ta bắt đầu làm bài. Sau khi tìm được số mol H2SO4, chúng ta viết lại phương trình hóa học, nhớ là kiểm tra phương trình phải được cân bằng. Dưới phương trình có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình, hệ số không ghi là 1. Hàng thứ hai thế số mol vừa tính theo đề vào. Theo đề mình tính được số mol H2SO4 là 0,1, thế đúng vị trí của H2SO4. Thực hiện phép tính nhân chéo chia ngang để tìm những số mol còn lại.
1 mol H2SO4 tác dụng với 1 mol MgO, vậy 0,1 mol H2SO4 sẽ tác dụng với 0,1 mol MgO. Tương tự như vậy, tìm được số mol MgSO4 và số mol H2O. Yêu cầu thứ nhất tính A. A là khối lượng MgO. M sẽ bằng N nhân M lớn. Câu B. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng. Khối lượng dung dịch sau phản ứng được tìm dựa theo định luật bảo toàn khối lượng. Tổng khối lượng sau phản ứng sẽ bằng tổng khối lượng các chất cho vào phản ứng. Như vậy, khối lượng dung dịch sau phản ứng sẽ bằng khối lượng MgO cộng cho khối lượng dung dịch H2SO4. Khối lượng MgSO4 được tính bằng cách lấy số mol nhân khối lượng mol. Cuối cùng, nồng độ phần trăm của MgSO4 sẽ bằng khối lượng MgSO4 nhân 100 chia cho khối lượng dung dịch sau phản ứng. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành nội dung ôn tập. Chúc các em học tốt!